Thưa sư, những tu sĩ ngoại đạo họ thường truyền giảng về một vị thượng đế tạo ra con người, hoặc khi con người chết sẽ trở về thiên đường. Nhưng đối với Phật giáo, những điều trên là không có thật. Cho con hỏi như vậy có phải họ phạm phải tội nói dối không ạ? Một lần nữa, quý vị phải học giáo lý dùm sư để hiểu hiểu rõ cái giới nói dối nó gồm có những cái chi phần nào nha. Thì một trong những cái chi phần của giới nói dối là mình biết cái điều đó là không có thật và mình cố ý nói dối. Nhưng mà ở đây này, có rất nhiều những cái vị tu sĩ ngoại đạo họ không biết đây là cái sự kiện không có thật, tức là họ tin như thế. Họ có đức tin là một vị thượng đế tạo ra con người và chết rồi thì về trời để mà về với thượng đế của họ. Họ tin như thế. Họ không ý thức được, họ không biết được đó là điều không có thật. Cho nên là họ không có cái chi phần này. Rồi cái thứ hai là chính bởi vì họ không ý thức được cho nên là họ không có ý lừa dối. Họ nói cái mà họ tin. Cho nên là ở đây là họ không có phạm tội nói dối. Tuy nhiên như sư nói, mình không phạm giới không có nghĩa là mình không tạo nghiệp. Bởi vì mình đã truyền bá một cái kiến thức sai lầm dẫn đến những người đi theo những kiến thức sai lầm đó họ đi đến những cái khổ cảnh thì mình sẽ phải chịu cái nghiệp mà mình đã tạo. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sự câu hỏi này cũng khá là đơn giản thưa quý vị. Đức Hành Tại trả lời gần như là nó rất là đầy đủ. Thì sư chỉ khuyên quý vị là nếu người nào, những vị nào mà có thắc mắc tương tự như vậy nè, thì nghe lại câu hỏi này. Nhưng mà đặc biệt á, lưu tâm đến cái vế sau mà Đức Hành Tại nói. Rất nhiều người thưa quý vị, nhiều vị cứ hiểu lầm giữa cái việc mà không phạm giới tức là không có tạo nghiệp đó. Nên phải lưu tâm vấn đề này, rất vấn đề rất là quan trọng. Cũng xin kết thúc phần trả lời đây. Qua